Chào mừng các bạn đến với kênh audio Chuyện Đông Hua, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đấu phá thương khung chi đại thiên thế giới, tập 131, thiên chi kiều nữ và các nhân vật bí ẩn khác xuất hiện. Lúc này, ánh mắt Tiêu Viêm chiếu lên vị tứ vực thiên thần quân này, lại phát hiện ra thực lực của đối phương ít nhất đã đạt tới lục trọng thiên vị thần, thực lực đáng sợ như vậy, cho dù Tiêu Viêm hiện giờ cũng không thể nào chống lại. Không nghĩ rằng, lúc này tại Vô Lượng Thần Uyên, lại đưa tới rất nhiều thế lực siêu thần, ngay cả thần trích liên minh cũng đều xuất hiện. Hơn nữa còn trực tiếp phái ra thần quân cường đại như vậy. Bất chợt, Tiêu Viêm lại nhìn bên phía phương chu của thần trích liên minh, bắt đầu nhìn quét ra, kết quả là cũng không có phát hiện thiên nhất thần quân, hiển nhiên có chút thất vọng, nếu không, lúc này hắn có thể báo thủ lúc ở thiên thần sơn. Nhưng, Tiêu Viêm rất nhanh liền là khôi phục tâm tính, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Ngày sau, tự tay hắn phải chém giết thiên nhất thần quân này, hắn sẽ phải trả giá cho kết cục đắc tội với Tiêu Viêm. Nhưng vào lúc này, lực lượng thần hồn của Tiêu Viêm ở trên con thuyền của thần trích liên minh lại cảm ứng được hai cỗ khí tức dao động cực kỳ quen thuộc, chẳng qua, trong hai cỗ khí tức này lại mang theo một tê tử khí, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Ngay khi Tiêu Viêm muốn lợi dụng lực lượng thần hồn xâm nhập dò xét, thì bị một giọng nữ thanh thúy ngăn cản. Vị bằng hữu này vừa lên đã theo dõi người của thần trích liên minh chúng ta, thật sự không chút lễ phép. Trong nháy mắt thanh âm vang lên, một cỗ lực lượng thần hồn cực kỳ đáng sợ trực tiếp đem lực lượng thần hồn của Tiêu Viêm phản chấn trở về. Tiêu Viêm cũng nhanh chóng thu hồi lực lượng thần hồn của mình. Nguy hiểm quá, thân ảnh Tiêu Viêm ổn định, sau đó xoa xoa trán đã đổ mồ hôi lạnh của mình. Nhìn thấy vị tứ vực thiên thần quân trên phương chu của thần trích liên minh Kiam hướng về phía mình và phóng ra ánh mắt lạnh lùng, thân thể Tiêu Viêm liền không thể hành động, bởi vì một cỗ uy áp cực kỳ đáng sợ đem Tiêu Viêm bao phủ ở bên trong, khiến cho người sau không thể di chuyển. Uy áp thật đáng sợ, thân thể của ta cứ như vậy lại không nhúc nhích được. Rất nhanh, đầu gối Tiêu Viêm cũng dần gập xuống. Cảm giác nặng nề trên người càng lúc trở nên rõ ràng. Thực lực của mình hôm nay chỉ là nhị trọng thiên vị thần, đứng trước mặt tứ vực thiên thần quân, quả thực chính là con kiến hôi, nhưng vừa định thi triển ra hình thái phần thần nhị hỏa, thanh âm đến từ vũ thần các trên phương chu truyền ra. Thần là tứ vực thiên thần quân của thần trích liên minh, lại ra tay đối với một tiểu bối chỉ thực lực nhị trọng thiên vị thần, thật đúng là không biết xấu hổ. Thanh âm truyền ra từ một người mặc áo bào vàng ở trên phương chu vũ thần các, khí tức của người này cực kỳ cường đại, sợ là đã vượt qua tứ trọng thiên vị thần. Mà hắn chính là đệ nhất thiên kiêu của vũ thần các, Tàng Thanh Thanh. Nghe vậy, ánh mắt của tứ vực thiên thần quân lướt qua, sau khi nhìn thấy một vị nữ tử có tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, mới thu hồi lại uy áp đáng sợ đối với Tiêu Viêm, hăng hái mở miệng nói với Tàng Thanh Thanh, nguyên lai là thiên kiêu nữ đầu tiên của vũ thần các, Tàng Thanh Thanh phải không? Được rồi, nếu là một vị mỹ nhân mở miệng, ta liền tha cho cái bạn chó này của ngươi. Sau khi uy áp đáng sợ biến mất, Tiêu Viêm liền đứng thẳng lên, theo đó là một tia thở dốc và lẩm bẩm nói, vừa rồi nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa đã bị cỗ uy áp này đè chết. Ổn định tinh thần lại một chút, nhìn về phía phương chu của vũ thần các, Tiêu Viêm liền hạ giọng nói, đa tạ vị nữ tử này đã ra tay cứu giúp, tại hạ tên Tiêu Viêm. Lời này vừa nói ra, cũng làm cho tất cả thế lực ở đây đều mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, đột nhiên xuất hiện rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình. Tiêu Viêm cũng ho nhẹ một tiếng, nghĩ thầm, chẳng lẽ tên của mình có vấn đề gì sao? Thì ra người trên vạn thú phương chu kia chính là Tiêu Viêm, tên nhân loại ồn ào huyên náo, chính là hắn đã tiêu diệt thần long tộc và liên long minh. Ta nghĩ chính là hắn. Vậy sao hắn mới có thực lực nhị trọng thiên vị thần? Hơn nữa, hình như chỉ một người tới, không ít cường giả thần chỉ đã tập trung toàn bộ lực chú ý vào phương chu của Tiêu Viêm. Ha ha, có thể là hắn đã cho rằng, sau khi dùng sức một mình tiêu diệt được thần long tộc và long minh, hắn chính là vô địch thiên hạ, nhưng hắn lại không biết, rất nhanh hắn sẽ bị sự cuồng ngạo tự đại của chính mình như vậy mà hại chết. Tiếp nhận được sự cảm kích của Tiêu Viêm, vị Tàng Thanh Thanh kia cũng khoát tay áo, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Vũ Tuyết đang đứng ở một bên. Tiêu Viêm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vừa rồi là Vũ Tuyết yêu cầu Tàng Thanh Thanh ra tay, Tiêu Viêm cũng chắp tay ý bảo với Vũ Tuyết, lúc này đây, mình xem như nợ Vũ Tuyết một ân tình. Nguyên lai, nhân loại gọi là Tiêu Viêm, lại có vũ thần các làm chỗ dựa, ta nói này, tại sao lại có một người to gan đến Tân Tinh Thành như thế, muốn nói là thế lực siêu thần khác làm chỗ dựa, ngược lại có chút vấn đề, nhưng đổi lại là vũ thần các một trong ngũ đại thần các, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Vũ thần các cường đại như thế, cũng không phải tùy tiện liền có thể đánh bại. Hơn nữa thực lực của Tàng Thanh Thanh lại đạt tới ngũ trọng thiên vị thần, cùng linh thần các đệ nhất thiên kiêu Cao Tuyền đặt song song. Lúc này, Vũ Tuyết lợi dụng lực lượng thần hồn cường đại truyền âm cho Tiêu Viêm, nhẹ nhàng giải thích, Tiêu Viêm, đến lúc đó đi vào Vô Lượng Thần Uyên, ngươi hãy đi cùng chúng ta đi. Tứ vực thiên thần quân này vừa rồi chỉ là nể mặt Thanh Thanh tỷ, mới không ra tay với ngươi, khó tránh khỏi việc, một mình ngươi ở Vô Lượng Thần Uyên sẽ gặp phải những người thần trích liên minh này, ta lo lắng cho ngươi sẽ lành ít dữ nhiều. Đối với sự quan tâm của Vũ Tuyết, Tiêu Viêm cũng cảm nhận được một tia hảo cảm. Vị nữ tử này ngược lại rất khiến người ta yêu thích, không chỉ có dáng người cực phẩm, mà ngay cả dung nhan tuyệt thế cũng là phi thường hiếm thấy. Nhưng, đối phương đã có đề nghị như vậy,
Tiêu Viêm cũng sẽ không cự tuyệt. Tuy rằng Tiêu Viêm có rất nhiều át chủ bài, nhưng khi đối mặt với một đám thiên vị thần cường đại như vậy, cũng không có đủ nắm chắc. Đặc biệt khi thật sự gặp phải người của Thần Trích Liên Minh, Tiêu Viêm cũng sẽ lâm vào nguy hiểm. Trước mắt dựa vào thế lực siêu thần của Vũ Thần Các, như vậy, một ít thế lực thần vẫn là người của thế lực siêu thần, có lẽ cũng không dễ dàng ra tay với mình. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm thầm quyết định suy nghĩ như vậy của mình. Ngoại trừ Vũ Thần Các và Linh Thần Các, ba đại thần các khác cũng phái ra đệ nhất thiên kiêu trong thế lực của mình, thực lực không chênh lệch nhiều với Tăng Thanh Thanh và Cao Tuyền, cũng chỉ sợ là ngang nhau. Mà mục tiêu lần này của bọn họ cũng quá rõ ràng, thần hỏa cùng tuyệt thế thần khí, chỉ cần đạt được, trong nháy mắt, có thể khiến tu vi của họ tăng lên, cùng với sức chiến đấu của bản thân, đến lúc đó, sợ là có thể trực tiếp cùng thế lực của bọn họ bên trong đại thần trưởng sánh vai, thẳng bức các đại thần các chi chủ. Đây chính là mục đích bọn họ đến Tân Tinh Thành, vô số chí bảo thần bí trong vô lượng thần uyên, mọi thứ bọn họ đều muốn đạt được. Xin lỗi chư vị, Thần Trích Liên Minh ta lần này tới đây, mục đích chính chỉ có một, thần hỏa cùng tuyệt thế thần khí, nếu có người không phục, hiện tại, có thể đi ra khiêu chiến với bổn thần quân. Thực sự cũng quá rõ ràng rồi, ý tứ chính là, cho dù các ngươi là người của thế lực ngũ đại siêu thần, Thần Trích Liên Minh cũng không hề sợ hãi, chỉ có thực lực là cường giả chân chính, ở trong đó mới có thể đạt được thần hỏa cùng tuyệt thế thần khí. Như vậy, người của ngũ đại thế lực siêu thần tự nhiên là nghe hiểu được ý tứ của tứ vực thiên thần quân, bọn họ cũng không cam lòng yếu thế, đồng thanh nói, thần hỏa cùng tuyệt thế thần khí, có bản lĩnh sẽ được. Nhưng, lỗ tai tứ vực thiên thần quân sưng lên, khóe miệng hơi hơi hiện lên một chút biên độ rất quỷ dị, phảng phất đây hết thảy đều là ở trong dự liệu của hắn. Mà vào lúc này, trên phương chu của Phệ Hồn Tông, ở một góc nào đó, thân ảnh mặc áo bào màu đen lộ ra một con ngươi màu đỏ, nhìn tứ vực thiên thần quân một chút, đồng dạng là mang theo nụ cười thần bí quỷ dị, như là bọn họ đang đáp lại nhau. Hay là nói, lần này, mục tiêu của Thần Trích Liên Minh ngoại trừ thần hỏa cùng tuyệt thế thần khí, bên trong vô lượng thần uyên còn có cái gì có thể làm cho Thần Trích Liên Minh cần vào thần bí đây? Nếu như bọn họ thật sự đang tương tác lại lẫn nhau, sợ rằng tất cả mọi người ở đây đều không nhìn thấy, bởi vì chỉ có sự tương tác lẫn nhau mới biết được, chẳng lẽ nói, bọn họ đến vô lượng thần uyên, thật sự còn có mục đích khác. Như vậy, mục đích này đến tột cùng là cái gì đây? Ha ha, hợp ý ta, như thế rất tốt. Nếu đã như vậy, chúng ta liền tiến vào Tân Tinh Thành, chuẩn bị 5 ngày sau tiến vào vô lượng thần giới. Đích xác, ở đây tất cả thế lực thần cùng với thế lực siêu thần phái ra thần trích, cũng đều không có một tên đạt tới lục trọng thiên vị thần. Cho nên, tồn tại của tứ vực thiên thần quân chính là cường đại nhất nơi này. Nhưng mà, ngay lúc trên phương chu của Thần Trích Liên Minh, có mấy trăm đạo thần trích tản mát ra khí tức cường đại vừa muốn tiến vào Tân Tinh Thành, ở cách đó không xa bên trong trụ hải, lại một lần nữa có một đạo Thần Trích Liên Minh có siêu cấp phương chu chậm rãi chạy tới. Chỉ là trên thân thuyền không có khắc bất kỳ một chữ nào, căn bản cũng không biết lai lịch phương chu này là ai. Tất cả các vị thần ở đây đều lộ vẻ nghi hoặc tò mò, nhìn con thuyền khổng lồ từ từ chạy về phía bọn họ. Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy, trên siêu cấp phương chu lớn như thế này, lại chỉ có 4 thân ảnh, trong đó 2 thân ảnh nhìn tuổi còn khá trẻ, hơn nữa bộ dáng lại cực kỳ bình thường, một thân ảnh khác dáng người cường tráng, tuổi nhìn qua là một người đàn ông trung niên, trong lúc mơ hồ có huyết mạch dao động vô cùng đáng sợ đang tản ra. Mà bóng hình xinh đẹp cuối cùng, một thân áo xanh da trắng như tuyết, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, xinh đẹp khuynh thành, có một đôi mắt trong suốt kỳ ảo, trở nên thâm thúy tựa như tinh không. 3000 sợi tóc theo gió phiêu vũ, nàng vốn là một đầu tóc đen, nhưng vào lúc này, có màu vàng dần dần hiện lên, vì thế, cái loại khí chất tôn quý này càng thêm nồng đậm, phảng phất áp đảo thiên địa. Lúc này, tất cả thần linh ở đây đều nhìn vào bóng hình xinh đẹp, nhưng lại cảm giác được bản thân của mình trở nên nhỏ bé, loại cảm giác này, giống như thế gian phàm nhân nhìn lên thần linh cao cao tại thượng, làm cho người ta nhìn mà sợ. Khí tức tàn mát ra, càng có chút bất đồng với lực lượng thần của bọn họ, nhưng lại sánh vai với lực lượng thần, phảng phất ra chính là một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ nhưng lại đặc thù khác. Người tới đây là ai? Trên phương chu không có khắc tên thế lực của mình, chắc là giả thần giả quỷ đây mà. Lúc này, một số nhất trọng và nhị trọng thiên vị thần có mắt không tròng, đều cảm thấy đối phương cũng không dám viết ra thế lực của mình, tưởng là đang ra vẻ thần bí, vẻ mặt khinh thường. Thật sự là gia hỏa vô tri, ta vừa mới cảm giác được khí tức của đối phương phi thường cường đại, hơn nữa lại cường đại một cách đặc thù, ngay cả ta đều cảm thấy một cỗ nguy hiểm từ họ. Đang nói chuyện chính là một vị nữ tử trung niên nửa bước tứ trọng thiên vị thần, bộ dạng rất bình thường, hình thể cũng thoáng hơi mập. Ngay cả là người nửa bước tứ trọng thiên vị thần cũng cảm thấy nguy hiểm. Vừa rồi lại còn nói đối phương đang giả thần giả quỷ, lúc này bị vị trung niên nữ tử này vừa nói như vậy, trực tiếp làm thân thể của mình đều vô cùng căng thẳng lên. Chúng thần chỉ nhìn con thuyền khổng lồ chậm rãi tiến vào, trực tiếp đi tới mặt đối lập của Thần Chỉ Liên Minh. Bất quá, vừa rồi một chiếc phương chu đi qua bên người Tiêu Viêm vô ý thức nhận thấy được, trong 4 đạo thân ảnh này ngoại trừ một vị nữ tử khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, mỹ mạo khuynh thành kia, khí tức 3 đạo thân ảnh kia tản mát ra, làm cho hắn cảm thấy rất quen thuộc,
nhưng lại nghĩ không ra là thật sự đã gặp qua ở đâu. Bởi vì, đối phương giống như là cố ý che giấu khí tức chân thật của chính mình, nhưng cho dù như vậy, Tiêu Viêm bằng vào lực quan sát nhạy bén của bản thân, vẫn phát hiện ra một tia manh mối, chỉ là không thể xác định chính xác thân phận của đối phương. Mà hành động này của Tiêu Viêm cũng làm cho thân ảnh trên con thuyền kia phát hiện đối phương cũng quay đầu lại nhìn Tiêu Viêm một chút, sau đó cùng Tiêu Viêm gật đầu ý bảo. Nhìn thấy đối phương hướng về chính mình chào hỏi cũng khiến cho Tiêu Viêm sửng sốt, chợt lập tức phản ứng lại, hướng về đối phương chắp tay gật đầu, ý nói một lát sau, bọn họ lại hướng ánh mắt nhìn về phía đối diện của Phương Chu Thần Trích Liên Minh. Vừa rồi dò xét, cảm thấy bọn họ rất quen thuộc, rốt cục là ai đây? Tiêu Viêm lộ ra một bộ dáng cực kỳ nóng não, nhưng vẫn là không thể ra một đáp án cuối cùng. Làm sao vậy? Ngươi quen biết những người này sao? Thanh âm Vũ Tuyết cũng lập tức truyền đến. Bị thanh âm của Vũ Tuyết cắt đứt, Tiêu Viêm cũng từ trong trầm tư từ từ khôi phục lại, lúc này lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết những người này. Nhìn thấy Tiêu Viêm không biết những người này, đôi mắt đẹp của Vũ Tuyết liền nhìn qua bốn đạo thân ảnh kia, cho dù là nàng, cũng cảm giác được đối phương cực kỳ không dễ chọc. Bốn người này rất mạnh, lấy thực lực của ta, đều nhìn không thể nhìn ra thực lực của vị nữ tử khuynh quốc khuynh thành kia, hành động của đối phương rất khác lạ, chỉ cảm thấy thực lực đối phương sâu không lường được. Thực lực thần trích bực này đã là một vị siêu cấp thần trích, bên trong chư thần vạn giới đều là có thể xếp hạng thượng hào. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Audio Chuyện Đông Hua. Nhưng thiên chi kiêu nữ như vậy, đối với vị nữ tử tuyệt mỹ khuynh thành kia lại có đánh giá cao như thế, như vậy có thể tưởng tượng được đối phương thật sự phi thường cường đại đáng sợ cỡ nào. Trên phương chu của vị nữ tử xinh đẹp khuynh thành này lại cùng tứ vực thiên thần quân của thần trích liên minh liếc mắt nhìn nhau, người sau không chỉ có dung mạo hơi kém một chút, mà ngay cả thực lực cũng cảm thấy được uy áp đang ẩn nấp. Bản thân là lục trọng thiên vị thần, chẳng lẽ đối phương còn cường đại hơn mình sao? Đôi mắt trực ngoác nhìn chằm chằm của tứ vực thiên thần quân nhìn đối phương là đạo bóng hình nữ tử xinh đẹp, cũng không có mở miệng nói chuyện, bởi vì đạt tới độ cao siêu cấp thần trích như thế, chỉ cần dựa vào ánh mắt đều trao đổi thay vì lời nói.